Hôm nay nhận được một cái lời mời đi coi một nhãn hiệu giày mới, thì cá nhân mình thấy thì nó mới nên là mình sẽ muốn đi coi. Bây giờ chúng ta sẽ đi coi thử cái hiệu nó như thế nào ha. Mình nhận được một cái lời mời là đến tham quan một cái thương hiệu giày mới để giới thiệu với tất cả các bạn khán giả GTV cũng như tới cộng đồng thần kinh giày. Thì khi mà mình biết được một nhãn hiệu giày nào mới thì mình thường mình rất là tò mò và mình chắc chắn là mình sẽ lên xem. Và hôm đó thì có lên xem rồi, nhưng mà vì hôm đó là ngày người ta cũng là ngày người ta giới thiệu sản phẩm này nọ nên là thành ra là âm nhạc rất là lớn rồi nhiều người cũng tới xem nên thành ra là mình sẽ không thể nào giới thiệu những cái đôi giày cho các bạn ở trong cửa hàng trong ngày hôm đó. Nên thành ra là thôi, mình nghĩ là thôi chắc mượn một số đôi mà mình cảm thấy là mình hứng thú, thấy hào hứng với nó mà mình đem về để mình giới thiệu cho các bạn. Thì cái hiệu này là tên là hiệu là Javi. Nó là một cái hiệu mới của Mỹ, chắc cũng xuất hiện trên thị trường đâu khoảng chừng 4-5 năm trở lại đây thôi. Nó là một của một cái nhà sáng lập người Mỹ ha. Và khi là một cái thương hiệu giày mới thì chắc chắn là mình nghĩ nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì hiệu quần áo, hiệu local brand này nọ thì đã là khó rồi, thì hiệu giày nó chắc chắn còn khó hơn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu, mình lựa trong cửa hàng thì mình lựa ra được 3 đôi và nó là 3 cái kiểu thiết kế mà mình nghĩ nó đặc trưng nhất của cái thương hiệu này. Thí dụ như thứ nhất, cái đôi mà mình có ở đây, đây là cái hộp ha, đây là cái hiệu ha, Javi. Thì đôi đầu tiên đây, đôi thứ hai và đôi thứ ba. Mình có 3 đôi giày đây giới thiệu cho các bạn. Thì mình nghĩ là cái thương hiệu này do nó mới á, cho nên là câu chuyện của nó thực sự là chưa nhiều. Và mình cũng chỉ mới tiếp xúc nó được khoảng chừng 2-3 ngày gần đây thôi. Nên thành ra là mình cũng không có nhiều để nói. Đây là những nhận xét của mình về những cái sản phẩm đây. Mình lựa 3 đôi giày. Thứ nhất đôi này là Javi Cloudburst. Thì cái vibe của nó là nó hơi mang phong cách gì đó, nó chân kỳ nhưng mà nó có cái nét thể thao trong đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đôi này, là cái đôi Predator. Thì nó mang phong cách chân kỳ nhưng mà nó có vẻ sang trọng ha. Còn cái đôi này là cái đôi chân kỳ, cũng là chân kỳ nhưng mà phong cách của nó là sống động. Thì bởi vì mình lựa, mình thấy là cái hiệu giày nó làm rất là nhiều giày chân kỳ, nhưng mà đây là 3 cái đôi giày mà tượng trưng cho, đây là góc nhìn cá nhân của mình thôi chứ không phải góc nhìn của hãng. Mình chỉ phân tích được góc nhìn của một người thần kinh giày, thấy giày, thấy sản phẩm mà nói thôi. Thì đây ví dụ như là cái vai thể thao, cái vai sang trọng, và cái này là cái vai sống động. Mình nói trước chuyện cái này đi ha. Thì những đôi giày này nó có tầm giá, tất cả những đôi giày thường có tầm giá dưới 3 triệu, 2 triệu 7, 2 triệu 9. Và nó được phân phối bởi một cái nhà phân phối tên là Shoes. Thì nếu mà các bạn lên Takashimaya hay là những trung tâm thương mại lớn thì chắc chắn các bạn đã từng đi ngang Shoes. Họ phân phối những đôi giày của Giorg hay là Native hay là nhiều cái nhãn giày khác mà các bạn đã từng mang, đã từng gặp rồi. Thì giờ họ phân phối thêm hãng giày này nữa. Góc nhìn của mình á, là chân kỳ nó đã là một cái trào lưu từ 2-3 năm nay và chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục trong 2-3 năm tới nữa. Nên thành ra là cái hiệu Javi này họ đánh mạnh vô cái phân khúc này. Đối với một đôi giày có cái nét chân kỳ và nhiều cái thiết kế thì tầm giá dưới 3 triệu thì những đôi giày này bạn không thể nào đòi hỏi thêm được nữa. Từ đóng gói ở đây, từ cách thiết kế cái form giày, rồi từ cái chất liệu ở trên đó, thì ở tầm giá đó thì mình nghĩ là đây là một sự lựa chọn mà các bạn nên tham khảo. Tại vì nó có nhiều chất liệu lắm, chất liệu giả da, chất liệu da tổng hợp, mesh, rồi da lộn, rồi cái đế nó cũng làm cao, đô, ngầu lực, bộ đệm thì EVA thì rõ ràng là rời vô đây thấy nó êm. Mình, cái này không phải là size của mình, họ chưa có size của mình, nên thành ra là mình chưa mang thử cũng không biết là êm hay không. Chút xíu mình sẽ nhờ cậu bé quay phim là mang thử coi là thấy ok hay không ha. Thì đây là cái form đầu tiên, Cloudburst. Các bạn biết là cái phối màu xanh với đỏ này thì nó làm mình nhớ tới một cái đôi Horace bóng rổ mà ngày xưa mình hay mang, nên thành ra là mình nghĩ nó là cái vai thể thao. Thì tiếp đến là đôi này. Thì đôi này thì nó cho ra một cái vai sang chảnh hơn. Nó cũng là chân kỳ, nên có nhiều thiết kế trên đây, rồi da lộn rồi đó.
Rồi cái cách lưỡi dài của nó cũng khá là cầu kỳ. Ví dụ như đây nó có những sợi dây, hai loại dây luôn, dây trắng rồi dây đen cam. Rồi cái lưỡi dài thì nó nằm ở trong dưới đây, nhưng mà nó có cái phần bọc lại đây đó. Thì khi mà các bạn, những người nào mà thích cái phong cách chân kỳ, phối đồ mà làm cho mình trở nên cái bàn chân của mình trở nên nó đô ngầu lực hơn, thì đây cũng là một sự lựa chọn mà các bạn có thể xem qua. Đôi giày này thì mình chưa không nhớ chính xác giá, nhưng mà mình vẫn nhớ nó là dưới 3 triệu. Rồi cuối cùng thì đôi này là đôi Unreal ha, cũng là đôi mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp với nhiều bạn trẻ, tại vì thiết kế của nó sống động, chân kỳ, màu sắc và các bạn sẽ dễ phối đồ. Thêm nữa là cách xỏ dây của nó cũng là một kiểu sáng tạo ha, để làm sao nhìn nó lạ mắt lắm. Và khi các bạn mang đôi giày này trên chân thì các bạn có thể bận rất nhiều đồ, short được, jean được, quần mà thời trang fashion hơn xíu được. Thì đó là cái góc nhìn của mình về cái hiệu giày này. Và nói về làm giày á thì mình nghĩ là làm giày nó khó hơn làm quần áo rất nhiều, tại vì làm áo thì nó chỉ có 3 size thôi, 3-4 size thôi, còn làm giày nó quá trời size, mẫu cũng có khó, thiết kế cũng khó, và làm cái đôi giày nó thành sự thật cũng khó. Cho nên là đây là một cái hãng giày mới, và hãng giày mới thì nó sẽ cần có thời gian để mà chứng tỏ là nó có khả năng đi xa hay là đi lâu dài hay không. Tất cả những cái hiệu giày mà chúng ta thấy trên thị trường hiện nay, chúng ta nói là Nike, Adidas, Puma này nọ, nó đã có lịch sử mấy chục năm, cả trăm năm rồi. Thì nếu mà một hãng giày chỉ mới có khoảng 5 năm thôi thì chúng ta chưa nói được gì nhiều, chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ trong thời gian sắp tới nữa. Và mình thì mình có cơ hội là mình khi mà nó vừa về Việt Nam thì mình được tới xem, ngắm thử, thì mình hy vọng là trong tương lai thì cái hiệu này nó sẽ tiếp tục phát triển ha. Thêm một cái nữa là các bạn là khán giả của GTV như thường lệ thôi, mình có cơ hội trải nghiệm cái đôi giày nào thì mình cũng hy vọng là các bạn có cơ hội trải nghiệm đôi giày đó. Thì mình có nhờ hãng, mình nói mình xin mình gọi là mình không có nhờ mà là mình xin, mình nói là nếu mình lên đó mình quay video mình giới thiệu đôi giày này thì liệu khán giả của GTV có được cái cơ hội để mua đôi giày này hay sao. Thì họ nói là thứ nhất là họ có một chương trình khuyến mãi là mua giày Javi trong tháng này hình như được giảm 500.000 cho bất kỳ đôi nào ha, thì tính ra là dưới 3 triệu thì còn có 2.5 triệu, 2.4 triệu vậy thôi. Tiếp theo là chúng ta vẫn phải có một cái thông lệ, đó là anh Nam mà đi đâu coi giày hay là có giày thì các bạn cũng sẽ có được, thì các bạn sẽ lên cái trang web Shoes, click vô tên đôi giày nào đó mà bạn thích, lựa cái size xong rồi comment này. Nói chung là nó sẽ có những cái thủ tục ở trong phần description, phần mô tả đó, các bạn cứ làm theo đi thì có cơ hội chung một đôi giày này, rồi chắc là mình sẽ kiếm thêm cái gì đó tặng cho các bạn không? Trải nghiệm và trải nghiệm cùng nhau chứ. Anh Nam có, anh Nam cầm trên tay, anh Nam nói là video đâu đủ, các bạn cũng phải lấy mà mang thử rồi coi sao ha. Rồi, trên đây là cái phần giới thiệu của mình về một cái hãng giày mới này. Mình hy vọng là các bạn sẽ thấy là nó có một cái cơn gió mới trong thị trường ha. Để các bạn, khi mà các bạn lên tham quan, các bạn sẽ đã coi trên GTV rồi đó. Thôi, để thôi tới đây thôi.